Thầy sốc dữ thầy. Chào mấy cô nha. Dạ không cậu ba ơi.
mát ra. Tôi có lễ tưởng niệm nè, được không? Nè nè nè, cái này lễ tưởng nhớ ổng đâu cho lấy, cái này hình bự hơn, không có mấy cái rồi má, mày vậy để lại hết đi, để lại đi, cái này của của tao. Có rồi mà, có người bưng, có 10 bưng 200 phần qua bên đó rồi mà. Đủ chưa? Chưa. Cái đó là phao chịp mà, bên nơi không có phải có sao. Sao sao? Sao vậy? Sao vậy? Thôi đừng có quay lên. Ý là hồi nãy sao? Ý là kêu bây giờ. Để cho sư thầy trước xong rồi bắt đầu mình mới ổn định lại cho. Bây giờ ăn bên khu bên này thôi. Tay kia mà kêu xóa anh. Sao xóa được? Cơm đâu rồi? Cơm không? Cơm này đâu rồi? Sư cô kêu lấy. Em đang kêu nấu chứ sao hai nồi. Em đang nấu thêm hai nồi cái gì chơi cho khách. Chứ đi. Bao nhiêu phần rồi? Em không biết.